Kính thưa quý vị, bài hát một liên khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Quỳnh Hương và Ngẫu Nhiên, xin cho Ý Lan đặc biệt riêng tặng cho thiền sư Suma Trinh Hai. Ý Lan nghĩ rằng nếu quý vị biết bài hát này, xin cùng với Ý Lan cùng vui với bài hát. Quý vị vừa thưởng thức liên khúc Quỳnh Hương và Ngẫu Nhiên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do nữ ca sĩ Ý Lan trình bày để đặc biệt dâng tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư trong đêm đại nhạc hội từ thiện, đường và nhạc tâm linh và tình yêu do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức vào năm 1997 tại Hí viện D.A.R. thủ đô Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Love me.
Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Olaxis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian. Chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng, chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy. Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ. Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người. Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ nhạc tình yêu và tâm linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. Ngâm thơ là một nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc, Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý. Trong thời hiện đại, thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và Thanh Hải Vô Thượng Sư. Từ thời niên thiếu, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn. Khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc, Ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này. Chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ họa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu. Anh
hạnh phúc một ngày nào bỗng đông đầy ly biệt, bao yêu thương trái rộng trong không gian bàng bạc, nỗi nhớ vẫn vương nơi lưng trời, bước chân thôi thúc trở về, ngày gặp lại thoáng bồi hồi, những tấm lòng tri kỷ vẫn giữ trọn mối thâm sâu giữa màu hoa kỷ niệm, màu hoa thơm ngát tình quê hương. Tới trước ngõ khu nghe kể rằng giặc tràn qua thôn xóm, sao bao đau thương bao điều tàn từ ngày anh vắng xa. Nay qua đau thương yên bình rồi, tình ta lên hương nhàng như ngất say. Anh nhé mình thương nhau muôn đời, anh giữ gìn biên cương xa vời, đừng buồn khi thời của chiến tranh, thời của chia lìa, của bi kịch tình yêu. Kẻ ở, người ra đi giữa một mùa thu của quê hương đất nước, đã làm tan tác bao con tim, đã làm đầm đìa bao dòng nước mắt. Rét mướt mùa sau trường sắp ngự, kinh thành em có nhớ bên tê, răng răng mưa bụi qua phòng tuyến, hiu hắt chiều sông lạnh đất tề. Trong khung cảnh một mùa thu, như một mùa thu đầy giông bão của chiến tranh, trái tim của những kẻ yêu nhau chỉ còn biết tìm nhau trong hoài niệm. Khói núi xanh dòng khơi lối xưa, đêm đêm sông đáy lạnh đôi bờ, thoáng hiện em về trong đáy cốc, nói cười như chuyện một đêm mơ. Khi chớm thu về một sớm mai, rét mướt mùa sau chừng sắp ngự, kinh thành em có nhớ bên tê, răng răng mưa bụi quanh phòng tuyến, hiu hắt chiều sông lạnh đất tê. Thank you.
cõi núi xanh dòng khơi lối xưa. Đêm đêm sông đầy lạnh đôi bờ, thoáng hiện em về trong đáy cốc. Nói cười như chuyện một đêm quá rồi em người mỗi ngả. Đêm này đất nước nhớ thương nhau. Em đi áo mộng buông hơn tuổi là hết thôi rồi. Chuyện trước là hết thôi.
Chương trình Thế Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh sẽ trở lại trong chốc lát. Xin quý vị vui lòng giữ làn sóng truyền hình vô thường xưa. Thương nhớ, thương nhớ ai, sống xa từng lớp lớp mưa dài. Mắt xưa em có sầu cô quạnh khi chớm thu về một sớm mai. Chúng tôi xin chào mừng quý vị trở lại với chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh. Tình yêu cõi nhân gian phải chăng là điều ảo mộng, bởi nơi đây vui ít buồn nhiều, như nụ hoa vừa chớm nở đã vội tàn phai. Em lấy bớt nhiều ta hư vọng, quãng ngày vui còn lại bao nhiêu. Em thiêu đốt nhiều ta hy vọng, quãng đời buồn rồi cũng xanh rêu. Tình yêu mong manh như nắng sớm mưa chiều, trái tim còn chăng là thoáng hương xưa của một cuộc tình dâu bể. Quãng ngày vui còn lại bao nhiêu. Em thiêu đốt nhiều ta hy vọng, quãng đời buồn rồi cùng xanh rêu. Em tung tăng chập chờn như bướm, ta thành hoa một đóa hoa khô. Còn lấy lại sau mùa gió trường, vẫn buồn hiu trong nghĩa đời. Nắng và mưa có gì khác biệt, ngày hay đêm tình vẫn âm u. Như con sói trong hang chờ chết, tiếng rên thầm rạn vỡ hồn. Đòi lại nhiều ta tình nghĩa, chuỗi hoài mong hạt rớt hạt rơi. Ta còn lại chút hơn dẫu bể
dẫu trong buồn. Cùng thế em lấy bớt nhiều ta hư mộng, quãng ngày vui còn lại bao nhiêu. Em thiêu đốt nhiều ta hy vọng, quãng đời buồn rồi cũng xanh rêu. Em lý lắc chập chờn như bướm, ta thành hoa một đóa hoa khô. Còn lay lắt sau mùa gió trướng, vẫn buồn hiu trong nghĩa đợi chờ. Nắng và mưa có gì khác biệt, ngày hay đêm tình vẫn ấm như con sói trong hang chờ chết, tiếng rên thầm dạn vỡ hồn. Em đòi lại nhiều ta tình nghĩa, chuỗi hoài mong hạt rớt hạt rơi. Ta còn lại chút hờn dấu bề, dấu trong buồn cũng thế em. Dạn vỡ hồn thu, em đòi lại nhiều ta tình nghĩa, chuỗi hoài mong hạt rớt hạt rơi. Ta còn lại chút hờn dấu bề, dấu trong buồn cũng thế em ơi.
Quý khán giả và các bạn thân mến, mở đầu chương trình hôm nay là ca khúc Hoa Xoan Bên Thềm Cũ của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua tiếng hát của nữ danh ca Lệ Thu. Tiếp theo đó, chúng ta đã có dịp thưởng thức giọng ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua thi phẩm Đôi Bờ, một sáng tác của nhà thơ Quang Dũng, được trích từ DVD 769 Những Phần Thơ Ngọc. Bài thơ này đã được nhạc sĩ cung tiến chuyển thành ca khúc qua phần trình bày của nữ ca sĩ Camille Huyền. Kết thúc chương trình là phần diễn ngâm của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong thi phẩm Cũng Thế Em Ơi của thi sĩ Hà Huyền Chi, được trích từ DVD 802 Tình Quê sẽ được phát hành. Bài thơ Cũng Thế Em Ơi đã được nhạc sĩ Mai Anh Việt phổ thành ca khúc với phần trình bày của nam ca sĩ Quang Minh. Phong cách và tiếng hát trầm ấm của Quang Minh rất được khán giả mến mộ. Sau nhiều năm trình diễn trên sân khấu, với tấm lòng tận tâm với nghệ thuật, nam ca sĩ Quang Minh đặc biệt nổi bật qua những dòng nhạc trữ tình. Nhạc sĩ Mai Anh Việt bắt đầu sáng tác từ thời học sinh tại trường trung học Mạc Đĩnh Chi, Âu Lạc, Việt Nam. Anh theo học âm nhạc tại Đại học St. Cloud, Minnesota và Đại học tiểu bang Oregon tại Portland, Hoa Kỳ. Nhạc sĩ Mai Anh Việt đã sáng tác hàng trăm nhạc phẩm, trong đó có nhiều bài phổ từ thơ. Một số ca khúc do anh soạn nhạc và lời bao gồm Anh Xin Làm, Từ Một Giấc Mơ, Gió. Nhạc sĩ cung tiến sinh năm 1938 tại Hà Nội. Các ca khúc của ông bao gồm Hoài Cảm, Hoàng Hạt Lâu, Nguyệt Cầm, Hương Xưa. Một trong những thành đạt quan trọng của nhạc sĩ cung tiến là sáng tác nhạc tấu khúc cho tuyệt tác phẩm Chinh Phụ Ngâm dành cho 21 nhạc cụ của dàn nhạc thính phòng San Jose, Hoa Kỳ, đã được trao giải Văn học Nghệ thuật Quốc Khánh vào năm 1988. Camille Huyền chào đời tại Huế với một giọng hát ngọt ngào. Cô đã phát hành hai đĩa nhạc, ca khúc nghệ thuật Cung Tiến và Huyền Cầm. Camille Huyền còn là một họa sĩ từng được mời triển lãm tranh tại Pháp và Thụy Sĩ. Thi sĩ Hà Huyền Chi sinh năm 1935 tại miền Bắc Âu Lạc, Việt Nam. Ông đã xuất bản nhiều thi tập và truyện dài. Hàng trăm nhạc phẩm đã được phổ từ thơ của thi sĩ Hà Huyền Chi do các nhà soạn nhạc như Phạm Duy, Vũ Thành An, Hoàng Thi Thơ cùng những nhạc sĩ khác. Thi sĩ Hà Huyền Chi được trao giải Văn học Nghệ thuật năm 1971 bộ môn thơ. Nhà thơ Quang Dũng sinh năm 1921, xuất thân từ miền Bắc Âu Lạc, Việt Nam. Tâm hồn hiền hòa và tấm lòng rộng mở dành cho quê hương của ông đã được thể hiện qua những thi phẩm trữ tình như Đôi Mắt Người Sơn Tây, Đôi Bờ. Các tác phẩm của ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ lừng danh phổ nhạc, trình bày và được phổ biến qua nhiều thế hệ. Cảm kích tài năng và đóng góp của nhà thơ Quang Dũng cho nền thi ca nước nhà, Thanh Hải Vũ Thượng Sư đã ân cần gửi quà tặng trợ giúp cho gia đình của cố thi sĩ trong nhiều dịp khác nhau. Sao bao đau
chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh xin tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị đón xem Danh Nhân Trường Chay trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cầu xin quý vị và người thân được bao nhiêu ân phúc thiên đàng. Tới trước ngõ khu nghe kể rằng giặc tràn qua thôn xóm, sao bao đau thương bao điều tàn từ ngày anh vắng xa. Nay qua đau thương yên bình rồi, tình ta lên hướng nhàng như ngất say. Anh nhé mình thương nhau muôn đời, anh giữ gìn biên cương xa vời, đừng buồn khi for watching today's A Journey Through Telegrams, Music and Poetry. Please stay tuned to Vegetarian Elite on Supreme Master Television. May heaven's abundant blessings be bestowed upon you and your loved ones. Em lấy bớt nhiều ta hư vọng, quãng ngày vui còn lại bao nhiêu. Em thiếu đất nhiều ta hy vọng, quãng đời buồn rồi cùng xanh rêu. For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.